Thôn Hợp Lý, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang vào đêm. Một khung cảnh hoàn toàn khác so với sự tĩnh mịch của làng quê vùng sâu vùng xa này trước đây. Hệ thống điện chiếu sáng đã chạy dài, dọc từ làng trên xóm dưới, vào tận các cụm dân cư, thậm chí là từng hộ gia đình. Trên các con đường nhỏ, không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này. Bà con vui vẻ chuyện trò, hóng mát, xua tan đi sự mệt mỏi, nóng bức. Sự thăm hỏi, chia sẻ với nhau về cuộc sống, về kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi, tình làng nghĩa xóm vì thế càng thêm gắn bó. Xây dựng nông thôn mới gia đình chứ lại có cái đường điện đây, như con em là đi xa đây đây ủng hộ thế, với nó địa phương là chính quyền địa phương thế, nhân dân nữa thì chứ cảm thấy là đường điện nó thắp sáng nông thôn nó rất là khẩn khởi. Nói chung nhá, chỗ thôn làng là khi mà điện sáng đây, con em nó tối đây thì đi chơi cảm thấy là rầm rộ vui vẻ. Thôn Hợp Lý nằm xa trung tâm nhất của xã Hương Minh. Toàn thôn có 86 hộ, điều kiện kinh tế của người dân phần lớn còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù Hương Minh là xã đầu tiên của huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Tuy nhiên, điều kiện khó khăn, nguồn lực hạn chế, nên để đầu tư được hệ thống điện chiếu sáng dọc các tuyến đường theo các quy định mới sau này còn gặp không ít trở ngại. Qua nhiều cuộc thảo luận từ trong cấp ủy chi bộ, ban mặt trận thôn cũng như toàn thể nhân dân, một ban vận động đóng góp để xây dựng đường điện được thành lập. Ý đảng hợp với lòng dân, kế hoạch vận động thực hiện sát đúng nên được nhân dân trong thôn và con em xa quê đồng tình ủng hộ và đóng góp. Kết quả, 120 triệu đồng đầu tư lắp đặt cho 4,5 km đường điện thắp sáng. Một kết quả quá sức mong đợi của bà con. Đó là một cái mà người ta cảm nhận là từ xưa đến nay ta chưa có thể làm được. Nhưng mà bây giờ như vậy là chúng ta đã làm được, thắp sáng làng quê, đường điện thắp sáng thì nhân dân như vậy là rất là phấn khởi, an ninh trật tự là được đảm bảo. Nhân dân bỏ công đóng góp, đi bỏ công kéo đi vật liệu, nói chung anh em con cháu đều cho cả, thật chứ ủng hộ hết trăm thì được ủng hộ con cháu thì cho nên cái chương trình cái đường điện thắp sáng làng quê đến nay đã hoàn thành. Có thể nói tại các làng quê hiện nay với sự đồng bộ của hệ thống điện chiếu sáng đã góp phần đảm bảo an ninh thôn xóm, xây dựng tình đoàn kết làng xóm và làm đẹp hơn những nét đẹp trong sinh hoạt của văn hóa cộng đồng làng xã. Tại xã Thạch Đài, nếu như trước đây tại tuyến đường này thường xuyên xảy ra va chạm giao thông, nhất là vào thời điểm nhá nhem tối. Mặc dù chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng vẫn là nỗi ám ảnh của mỗi người dân khi đi qua tuyến đường này. Tuy nhiên giờ đây, những nỗi lo cũng đã được xóa bỏ khi có sự vào cuộc đóng góp của nhân dân và nguồn vốn xã hội hóa. Trên các tuyến đường chính cho đến các trục đường nhỏ, hệ thống đèn chiếu sáng đã được đảm bảo. Nhiều nơi đã trở thành điểm tụ họp của người già và trẻ nhỏ vui chơi, nói chuyện sau một ngày làm việc vất vả. Chủ yếu là nhân dân đóng góp mắc một số đường chính chung. Từ tỉnh Lộ 3 vào về đến nhà hội quán về ra đấy là mắc của tập thể. Rồi sau đó là phát động các cái nhánh, các cái tổ liên gia là họ nối vào cái trục chính đó. Đem ra đây, vì có cái đường điện sáng thì hình vui cửa vui nhà, hình đường cùng nông thôn cũng khác với thành thị. Là có như đêm hôm là đi lại vui vẻ rồi thì là đi chỗ nào cũng có anh điện sáng cả. Rồi thì là có như là các cái tình hình an ninh trật tự thì đảm bảo hơn. Bước đầu cũng là phong trào của đoàn thanh niên, sau đó là lan rộng ra đến tất cả các thôn ở trong toàn xã. Phát huy cái tinh thần từ tổ liên gia, từ cộng đồng dân cư đến nay thì toàn xã đã xây dựng được 25 km đường điện thắp sáng làng quê, đảm bảo cái cảnh quan của nông thôn, đặc biệt là về ban đêm là không khác gì thành thị, giúp cho cái bộ mặt nông thôn là ngày càng là tạo cái văn hóa cho trẻ em, người già có điều kiện vui chơi, sinh hoạt vào cái buổi. Tuyến đường này dài gần 1 km. Nối thôn La Xá ra trục đường chính của xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà. Ngoài đường bê tông đạt chuẩn trên 5 mét vừa mới hoàn thành, công trình đường điện chiếu sáng của đoàn thanh niên cũng đã được hoàn thiện cách đây chưa lâu. Từ khi có hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường, người dân đi lại thuận tiện hơn, trẻ con được vui đùa trước ngõ mà không phải sợ mất an toàn như trước đây.
bên ngày mà nắng nóng mà bên tối là mát nè, là dân tập trung đây là ngồi chơi đấy để cho thoải mái đấy, hưởng cái không khí vô mát mẻ tí đấy. Thạch Lâm quyết tâm cán đích vào cuối năm 2019 với sự dồn sức vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thanh niên giữ trách nhiệm tuyên truyền vận động, hỗ trợ ngày công để lắp đường điện chiếu sáng. Đến thời điểm này, các hạng mục đã cơ bản hoàn thiện, trong đó hệ thống điện chiếu sáng phủ kín trên 90%. Trong thời điểm này thì đoàn thanh niên là tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền rồi là phối kết hợp với ban chỉ huy các thôn tiếp tục xây dựng các cái tuyến đường thanh niên thắp sáng làng quê, các cái tuyến còn lại và tu bổ tu sửa những cái tuyến đã thực hiện. Và đến nay thì đối với đoàn thanh niên thì đã xây dựng và được 25 km đường điện thanh niên thắp sáng làng quê, phủ sóng trên tất cả các cái thôn và hơn 1 km tuyến đường của xã. Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay xây dựng nông thôn mới, năm 2013, tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã bắt đầu triển khai chương trình thắp sáng làng quê. Sau hơn 6 năm triển khai, đến thời điểm này, các tổ chức đoàn các cấp đã kêu gọi vận động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng gần 2.250 tuyến đường điện thanh niên thắp sáng làng quê, với tổng chiều dài gần 2.000 km, trị giá 12,6 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, đã xây dựng được 96 tuyến đường điện với tổng chiều dài 77 km, trị giá gần 1 tỷ đồng. Những con số này đã phần nào nói lên được những nỗ lực của sức trẻ, trí tuệ và tâm huyết của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên vì cuộc sống cộng đồng. Ngay từ những năm 2014, thì Ban chấp hành đoàn xã cũng đã chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là vận động nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái đường điện thắp sáng làng quê. Và bước đầu tiên thì ban chấp hành đoàn xã cũng đã có những cái cách làm, đó là cùng hỗ trợ ngoài cái việc tuyên truyền thì có cái việc là hỗ trợ động viên nhân dân để thắp sáng một số tuyến đường trên các trục đường chính. Có thể nói với những công trình đường điện thắp sáng làng quê đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, mang lại ý nghĩa lớn đối với cuộc sống của mỗi người dân. Thêm nhiều những mô hình nhân rộng, thêm sự chung sức của cộng đồng và đặc biệt là tính tiên phong xung kích của người trẻ. Khoảng cách của các vùng nông thôn với thành thị, các vùng sâu, vùng xa đang xích lại gần hơn. Chất lượng cuộc sống nông thôn vì thế đang ngày một nâng cao, chiều sâu nông thôn mới vì thế đang ngày càng bền vững. Tiến Thịnh, nếu như trước đây điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu và yếu về cơ sở vật chất và các thiết chế đi kèm, thậm chí có thời điểm, nhiều hoạt động cộng đồng của gần 130 hộ dân từ hai thôn Thịnh Bình và Thịnh Lộc đã phải tận dụng trong khuôn viên nhà thí nghiệm của một trường trung học cơ sở cũ. Thì giờ đây, sau sáp nhập, trên khuôn viên mới, một cơ ngơi khang trang như thế này đã được hoàn thiện và đi vào sử dụng từ hơn một năm nay. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước, hàng trăm ngày công và hơn 220 triệu đồng đã được huy động từ chính bà con nhân dân. Khuôn viên, tường rào, cảnh quan và rất nhiều hạng mục đều do chính bà con thiết kế, cùng hiến công và góp của để tạo dựng nên. Nhận thức được vai trò ý nghĩa của công trình, từ mỗi hộ dân đến mỗi con em xa quê, đều góp sức làm nên điều ý nghĩa trên chính vùng đất còn nhiều khó khăn này. Ban mặt trận của thôn cũng như nhân dân là phải đồng lòng, mà trước hết muốn đồng lòng thì cái khâu tuyên truyền hết sức quan trọng. Mà trong khâu tuyên truyền thì những người phải đứng đầu là phải có một cái cách làm như thế nào để dân tin. Khi dân tin, khi dân tin tưởng khi nào ta mới làm được. Nếu mà thực tế mà dân mà không tin mà với những người mà ở trong ban mặt trận thì cũng không thể làm được công việc. Thì khi đó ta mới huy động được nội lực từ phía đầu tiên là của nhân dân ở trong thôn, sau là của những con em xa quê để đóng góp để xây dựng cái cơ ngơi sáng trang như ngày hôm nay. Còn đây, một điểm nhấn nữa của xã Sơn Thịnh chính là hệ thống giao thông được quy hoạch mở rộng, thậm chí là vượt chuẩn so với những quy định của Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Là xã nằm sát bên bờ hữu ngạn sông Ngàn Phố, nên mỗi năm ít nhất cũng chịu một vài cơn lũ dữ từ mưa thượng nguồn Hương Sơn. Vốn thấp lụt, đất nông nghiệp lại ít nên đời sống vì thế càng khó khăn.
Thế nhưng nhiều năm qua, Sơn Thịnh vẫn luôn là xã đứng top đầu về thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Nội tại người dân, sự quyết liệt của chính quyền cũng như sự linh hoạt để lồng ghép các chương trình dự án đang được xem là yếu tố cốt lõi. 16 thôn, sau sắp nhập còn 7, 17 km đường, tất cả đều trải dài những tuyến đường bê tông khang trang. Hiến đất hiến cây, mở rộng tường rào, thậm chí là tháo dỡ nhiều công trình. Đây trở thành trách nhiệm chung của mỗi người dân Sơn Thịnh. Hơn ai hết, từ công tác tuyên truyền, từ nhận thức của chính mình, họ hiểu những giá trị lớn lao mà nông thôn mới mang lại cho vùng đất này. Trước đấy là họ đời sống phụ thuộc là cũng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái kinh tế của xã hội á, nó còn hạn hẹp. Dư thời đại dư thì cũng có nhiều cái sướng hơn. Đường xã thì thoải mái rộng rãi mà này ruộng nướng thì thoải mái lắm. Không phải nạp chí đường vô đây. Nó thành là kinh tế của dân. 20 tuổi, chàng thanh niên trẻ Đặng Đình Phúc đã có đến 7 năm bươn trải xứ người với mong muốn đổi đời bằng việc xuất khẩu lao động. Tuy nhiên tất cả đều không hề dễ dàng. Phong trào xây dựng nông thôn mới với nhiều cơ chế chính sách, sự khuyến khích xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế đã thôi thúc anh trở về và lập nghiệp ngay chính trên mảnh đất vốn nhiều làm lũng. Bao năm qua, kiên trì đeo đuổi, học tập và thử nghiệm, anh tự hào với mô hình chăn nuôi tổng hợp với một nguồn thu nhập không hề nhỏ. Với anh, đi lên từ cái nhỏ nhất, tranh thủ rút kinh nghiệm và gây dựng từng bước một sẽ không áp lực nhiều cho người trẻ khởi nghiệp trên quê hương mình. Về quê thì có sàn đất thì học theo mô hình các nơi xong rồi về làm theo. Thì từ nhà thì công việc nó sẽ ổn định hơn. Đi làm xã thì bập bánh, công việc nó ổn định. Để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 vừa qua, một áp lực không hề nhỏ với Sơn Thịnh chính là việc nâng cao thu nhập và dồn sức để thực hiện tiêu chí số 20 về vườn mẫu và khu dân cư mẫu. Những mô hình như anh Phú không nhiều, phần lớn đang nhỏ lẻ và tự phát. Chọn Tân Thịnh, một thôn nghèo và khó khăn nhất dưới chân núi Thiên Nhẫn để tạo đột phá cho vấn đề này được xem là một quyết định táo bạo với chính quyền và nhân dân nơi đây. Tân Thịnh chỉ có 69 hộ dân, chưa đầy 300 khẩu. Bà con được gom góp từ 16 thôn trong toàn xã. Quanh năm sống bám vào rừng dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn này. Kinh tế vườn hạn hữu, đất nông nghiệp không đáng kể. Nghề phụ không có, thu nhập đầu người năm 2016 chưa đầy 17 triệu đồng mỗi người trên năm. Bắt đầu từ đâu là bài toán không dễ tính. Với bí thư Mai Văn Thắng, thực sự đã có những tháng ngày đầy âu lo cho mỗi bước đi. Kết hợp phát triển kinh tế, xây dựng vườn mẫu, tạo cảnh quan được xem là hướng đi 3 trong 1 cho các tiêu chí này. Thì để làm được việc này, phản ứng này thì phải là sự là đồng bộ, đóng hệ thống, đóng tổ chức của hệ thống chính trị. Tiến là bản thân thì không nói rồi chứ mà tất cả đảng viên trong chính phủ phải gương mẫu, đầu tàu gương mẫu trong các phong trào. Là công tác tuyên truyền là quan trọng nhất. Sau đó thì là để mà làm được cái công tác tuyên truyền này thì đòi hỏi về mỗi người là cán bộ, đảng viên và tất cả là các quan chức nhân dân ta đồng tình ủng hộ, đặc biệt là mình làm theo là với vai trò trách nhiệm trong ngày có công tác là sẽ cán bộ đồng chí nội túng anh em đang mặt trận rất nhiệt tình, nhất là về cái gãy khu nông thôn mới về được đích đó là cùng nắng nổ, nhất là như cái các anh em toàn khối mặt trận rồi cùng như sự đồng lòng của chị em rồi dân đóng nhỏ cùng giúp đỡ người cán bộ đó đi rồi mi được tới được đích cái gì gương mẫu đi đâu ba con cùng hoa nhỏ với ba con quan chúng nói chúng là rất tốt. Bí thư xóm trưởng chỉ là rất tốt, nhiệt tình, nắng nổ. Bắt đầu từ cải tạo vườn hộ, đầu tư cây ăn quả và một số loại phù hợp điều kiện địa hình như mít, tiêu, chú trọng phát triển nghề làm chổi quét theo hướng hàng hóa. Kinh tế vườn hộ, kinh tế vườn đồi, vườn rừng được phát huy dựa trên tiềm năng lợi thế sẵn có. Và đặc biệt, để hạn chế sự manh mún nhỏ lẻ, địa phương khuyến khích các hộ có điều kiện đứng ra thu mua sản phẩm, tập kết nguồn hàng. Chỉ trong 3 năm trở lại đây, nghề chổi trện đã đưa lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con. Sản phẩm tận thu từ thân lá, phục vụ tiêu dùng và chế biến tinh dầu.
nhiều mô hình mới được hình thành, cảnh quan được tạo dựng và quan trọng là tất cả đều lấy thước đo thu nhập. Con số bình quân 33 triệu đồng mỗi người trên một năm tính đến thời điểm hiện tại là một nỗ lực không hề đơn giản. Dân đấy là làm ăn là ví dụ xong mùa rồi là dân đi là thu nhập bằng trên đấy. Khi trước thì là người ta vẫn đi làm công phu nhiều, nhưng từ khi làm chửi trên lên cái gỗ bên thu gom của người nghề ăn tháng thì là dân là làm xong thì có số thì người bỏ, có số thì người ta làm cái căn bản cả hạt nữa, thì một ngày thu nhập thì nói chung hai vợ chồng một ngày thì ngày thì khoảng 300 đó. Là ngày trước là cứ phải từng cái đi ngồi rồi chơi ba lề này, còn bây giờ là thấy ngã hỏi chứ có phải gì bạn không, cứ đến người ta che cái đèn lại à, che ô tô người ta đèn lại mà con là ngay đi mua, người ta cứ mua đến nhà là cũng phải đi vào bạn đúng không ạ, người ta đến tận nhà thu gom mua luôn. Xây dựng nông thôn mới từ điểm xuất phát rất thấp, giờ đây Sơn Thịnh vững vàng với 20/20 tiêu chí so với nhiều địa phương khác. Mặc dù không phải tốt đầu, nhưng nếu nhìn từ nội tại mới thấy hết nhiều đổi thay của vùng đất và con người nơi đây. Hoàn thành được 20 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, về đích trước 2 năm theo cái nghị quyết đại hội đảng bộ khóa 23. Bây giờ sau một năm nhìn lại thì để rồi đánh giá cái kết quả đạt được và những yếu tố quan trọng đã tác động đến thì hoàn thành được 20 tiêu chí đó, thì với tư cách là chủ tịch ủy ban thì tôi thấy có mấy vấn đề thế này. Cái vấn đề thứ nhất, để rồi hoàn thành được đó là phải cái sự là cái đoàn kết thống nhất quyết tâm trong cái đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn. Một vấn đề thứ hai là làm sao mà tuyên truyền được bà con cán bộ đảng viên và nhân dân là nhận thức được cùng với cán bộ và để thực hiện. Thì cái đó nó là hết sức quan trọng, bởi vì khi phải xác định rằng cái nông thôn mới đó là làm cho dân và dân được hưởng và cũng dân phải làm thì mới hoàn